Bà Bẹo ơi, bà Bẹo. Gớm chửa. Hôm nay hai cha con đi ăn hàng cơ đấy. Tài nấu ăn của cô vang danh khắp vùng này mà. Cháu không ăn thì phí quá. Cái thằng ăn nói khéo quá. Phải chi mà thằng Mít nhà ta cũng bằng một nửa cháu thôi thì tốt quá. Đằng này á, đi đâu cũng bộc cha bộc chộp, chỉ được cái ham ăn là nhanh. Chả là cha cháu mới trúng một mẻ đậm, nên hôm nay cháu sẽ gọi một mâm đồ ăn thật oách. Nhưng dưới 3 đồng thôi cô nhá. Ôi, hóa ra lại vớ được khách sộp ạ. Thế có bao nhiêu tiền nào? Dạ, 2 hào ạ. Ơ, cha con ông lại muốn trêu tôi đấy hả? Thôi được rồi, ăn gì thì gọi nhanh lên. Cho cháu 5 cái bánh bao ạ. Những năm trước có hết không đấy? Bỏ thừa thì phí của. Bánh bao nhà cô nhiều người thích ăn lắm đấy. Cháu ăn hết bay đấy ạ. Cô cứ lấy cho cháu đi ạ. Chị cứ lấy cho cháu, chẳng mấy khi cha con được ăn bữa ngon. Được, thế để tôi lấy. Còn anh ăn gì nào? Cho tôi bát mì gạo được rồi. Ba Bẹo. Ba Bẹo đâu? Ôi, dạ cụ Lý đấy ạ. Quý hóa quá, hôm nay rồng lại ghé quán tôm cơ đấy. Cụ dùng món gì để con phục vụ ạ? Lấy cho ta 3 cái bánh bao với ấm trà. Dạ, có ngay, con mời cụ ngồi ạ. Bà chủ quán ơi, cho đĩa bánh bao. Nhớ bánh bao nhà bà chủ quá. À, chú Ngọ đấy ạ. Hôm nay chú đến muộn quá, quán tôi hết bánh bao rồi. Không còn cái nào à? Tiếc quá, nhằm ngày thèm ăn bánh bao ghê. Ô, bánh bao nào kia? Bánh bao này người ta mua cả rồi. Họ vừa mới mua trước anh có một tí thôi. À, tưởng ai? Này Hồng Xiêm, nhường cho ta vài cái được không? Ta thèm quá, lâu lắm rồi mà ta không được ăn. Vâng, chú ngồi đây ăn chung cho vui ạ. Cảm ơn nhá, chốc nữa ta trả tiền nong đàng hoàng. Ôi dào, anh cứ khách sáo. Ôi, anh Ngọ đây à. Nếu ăn chưa đủ no thì ăn thêm bánh của tôi đây này. À, cụ Lý đấy ạ. Nếu cụ đã nói vậy thì tôi không khách sáo nữa nhá. Được, được. Vậy chúng ta cùng ăn chung đi. Wow, no quá. Đã cơn thèm rồi. Cảm ơn cụ Lý, cảm ơn Hồng Xiêm. Tôi xin gửi tiền. 2 người có 8 cái bánh. Thường ngày bà Bẹo bán 5 hào một cái thôi. Nhưng hôm nay đúng ngày hết bánh. Nhờ có 2 vị, tôi mới được ăn. Vậy tôi trả 1 đồng một cái. 8 cái thì tôi gửi 8 đồng nhé. Tôi đi trước đây. Hồng Xiêm, cả ta và ngươi đều cho anh Ngọ ăn bánh. Vậy ta chia đôi thôi nhỉ? Mỗi người 1 nửa. Ta 4 đồng, ngươi 4 đồng, nhá. Cụ Lý chia thế là không công bằng. Cụ phải chia lại con mới chịu. Ta là lý trưởng đấy nhá. Ngươi dám kỳ kéo với ta à? Đúng là con bé tí mà không biết điều. Anh lái đò về dạy lại con đi nhá. Dạ, cụ Lý thông cảm cho ạ. Cháu nó còn bé, chưa hiểu chuyện. Con sẽ về bảo ban lại cháu. Cụ đừng chấp với cháu làm gì. Lý trưởng cậy quyền thế, định bắt nạt người thấp cổ bé họng à? Đâu có dễ vậy. Mình càng phải làm ra ngô ra khoai cho ông ấy một bài học mới được. Cha, rõ ràng là lý trưởng ỷ thế hiếp đáp người dân. Ông ta có 3 cái bánh bao, con có 5 cái, đều cùng cho anh Ngọ ăn. Anh Ngọ trả 8 đồng mà ông ấy lại đòi chia đôi. Chia như thế là có lợi cho ông ấy. Sao cha lại nhận phần thua về mình ạ? Thôi thôi con ơi, chịu thiệt một chút cũng không sao đâu. Đừng động vào ông ấy, kẻo lại rước họa vào thân. Ấy, cụ Lý phải lời nói có lý một tí chứ. Thôi được rồi, coi như ta làm phúc. Trả ngươi thêm 1 đồng nhá. Sống xanh chưa? Vẫn chưa được. Ta chia như thế còn chỗ nào chưa phải hả? Bà con ở đây xem, ta có 3 cái bánh, nó có 5 cái, anh Ngọ trả 8 đồng, thì ta chia cho con nhà anh đó 5 đồng. Thế còn muốn thế nào nữa? Phải, Hồng Xiêm sao thế nhỉ? Chia như thế là đúng rồi, mà còn bảo sai gì nữa? Ôi dào ơi, tưởng thằng bé này thông minh, hành động thế nào? Chỉ 8 cái bánh cũng không biết à? Nếu chú Ngọ trả 8 đồng, thì cụ Lý chỉ được 1 đồng thôi. Cái gì? Người nói nhăng nói cuội gì thế hả? Con nói là cụ ấy chỉ có 1 đồng tiền bánh thôi ạ. Con dám chắc đấy. Đấy, bà con thấy chưa? Nó có phải thần đồng gì ghê gớm đâu chứ.
Nghe nó chia đã thấy vô lý rồi. Lần này thì Hồng Xiêm sai rồi. Cứ nghe xem nó chia ra sao. Đừng cậy là thần đồng mà tưởng cái gì cũng đúng chứ. Mọi người nghe đây ạ. Con, cụ Lý và chú Ngọ cùng ăn 8 chiếc bánh. Ta chia một chiếc bánh ra làm 3 góc bằng nhau. Vị trí 8 x 3 bằng 24 miếng bánh. Coi như 3 người cùng ăn như nhau. Vậy thì mỗi người sẽ ăn 8 miếng bánh. Con có 5 chiếc. Vậy con sẽ có 15 miếng bánh. Còn ông Lý chỉ có 9 miếng bánh. Do mỗi người ăn 8 miếng nên chú Ngọ ăn của con 7 miếng. Chú ấy chỉ ăn của ông Lý 1 miếng thôi. Thế chẳng phải con được 7 đồng, ông Lý chỉ được 1 đồng đó sao? Đúng, đúng. Quả đúng là như thế. Cho người ta ăn có 1 miếng thì nhận lại 1 đồng là đúng rồi còn gì. Vậy Lý trưởng phải trả thêm cho nó rồi. Nó như thế là con bị thiệt đấy. Đúng đấy. Nó trẻ con ăn được mấy đâu mà vẫn phải tính chia đều miếng ăn với 2 người lớn. Vậy là thiệt lắm rồi. Đấy. Vậy mà lại còn mắng oan thằng bé. Ta, ngươi. Cụ Lý thấy con chia như vậy đã được chưa ạ? Thì được. Được thì cụ trả thêm cho con 2 đồng đi chứ ạ? Nay thì 2 đồng đây. Cầm lấy đi. Con cảm ơn cụ ạ. Ấy, ông Lý còn chưa thanh toán tiền bánh cho con ạ. Của ông 3 cái, vị chi là 1 đồng rưỡi ạ. Ghi sổ cho ta. Ta trả sau.